Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với MCG Capital Analysis. Trong chuỗi video về DeFi 2.0 thì video này mình muốn trình bày tới tất cả các bạn, đấy chính là kiến thức về dòng tiền. Đầu tiên, để có cái nhìn tổng quan thì mình xin phép điểm danh nhanh qua các yếu tố dòng tiền. Anh em có thể hình dung là dòng tiền sẽ luân chuyển qua từng lớp layer khác nhau. Và ở đây mình sẽ chia thành 3 lớp layer chính. Layer 1, Blockchain Platform. Đây là layer của các chain nền tảng như Binance Smart Chain, Near, Solana. Nó tạo ra hệ sinh thái DeFi. Layer 2, Protocol. Tại các protocol thì các dự án được xây dựng ở trên đấy và các dự án này đã được phát triển ở trên layer 1. Layer 3, Application. Lớp layer này chứa tất cả các mảnh ghép của hệ sinh thái DeFi, ví dụ như AMM, DEX, Wallet, IDO Platform. Và đây sẽ xuất hiện một câu hỏi rằng là ở trong hệ sinh thái DeFi thì dòng tiền sẽ luân chuyển như thế nào giữa các lớp layer với nhau? Dòng tiền ở trong DeFi sẽ chia ra hai dạng, đấy chính là dòng tiền vĩ mô và dòng tiền vi mô. Về dòng tiền vĩ mô, dòng tiền sẽ được chảy từ lớp layer 1 này qua lớp layer 1 khác. Ở trong blockchain thì các lớp layer 1 này được ví như các cái quốc gia ở ngoài đời thực của chúng ta. Quốc gia thì cũng sẽ có quốc gia đang phát triển, quốc gia đã phát triển và quốc gia chưa phát triển. Các lớp layer 1 này cũng vậy. Dòng tiền vĩ mô này có thể hiểu như là dòng tiền ở trong hệ sinh thái Solana sẽ được chảy qua các hệ sinh thái của Celo, sẽ chảy qua hệ sinh thái của Near. Còn dòng tiền về vi mô, đấy chính là dòng tiền chảy qua các lớp layer, các category trong cùng một hệ sinh thái DeFi. Nó tương tự như việc dòng tiền chảy qua các cơ quan, các bộ ngành, các cái vùng kinh tế trọng điểm trong của một quốc gia. Trong video này thì mình sẽ trình bày tổng quan về việc quan sát dòng tiền vi mô cũng như là dòng tiền vĩ mô và không có đi đào quá sâu vào. Còn nếu để đào quá sâu vào thì mình sẽ hẹn mọi người trong các video khác. Mình sẽ làm cực kỳ chi tiết về việc quan sát dòng tiền vi mô cũng như là dòng tiền vĩ mô. Để quan sát dòng tiền vĩ mô ở trên cái thị trường thì công cụ đầu tiên chúng ta sử dụng đấy chính là trang CoinGecko. Trên trang CoinGecko này thì chứa thông tin tổng quan của các dự án. Thì việc quan sát đầu tiên mà chúng ta sẽ quan sát ở trên trang CoinGecko này thì đấy chính là việc xếp hạng của các dự án ở trên trang CoinGecko này. Ví dụ ở đây mình quan sát là về Solana và về Polkadot. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 10, mình sẽ ghi chú lại là Solana đang nằm ở top 6 của bảng xếp hạng CoinGecko, còn Polkadot đang ở là bảng xếp hạng số 8. Và ngày mai mình cũng sẽ lặp lại cái bước quan sát này, là mình cũng xem là Solana hay Polkadot đang ở xếp hạng nào, nó tăng hạng hay nó giảm hạng. Thì từ đấy mình sẽ có những cái quan sát kỹ hơn của những bước tiếp theo mà mình sẽ trình bày. Sau khi quan sát về bảng xếp hạng thì mình sẽ click chính vào cái dự án. Thì ở trong trang thông tin tổng quan của CoinGecko này sẽ trình bày về vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua, biến động giá cao nhất, giá thấp nhất. Việc quan sát giá biến động của layer 1 này trong 24 giờ cũng như là cái việc vốn hóa thị trường tăng lên hay giảm xuống, giá tăng lên hay giảm xuống thì chúng ta sẽ có những cái nhìn tổng quan của cái dự án. Đối với những anh em mà quan sát kỹ thì họ sẽ lập một cái file, đấy chính là về file Excel, thì sẽ có thể là ghi chú là cái vốn hóa thị trường cũng như là biến động của thị trường trong từng ngày để xem rằng là tại sao lại những cái biến động đấy nó liên quan gì đến với dự án như là issue token hay là có những cái dự án mới xây dựng ở trên cái layer 1 này. Hiện tại mình thấy trong top 100 của CoinGecko thì các cái dự án layer 1 đang có khoảng là 30 dự án layer 1. Và khi quan sát thứ tự của chúng ở trên cái bảng xếp hạng này thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là khi mà một dự án hay là một layer 1 được quan tâm thì dòng tiền sẽ đổ vào đấy, sẽ làm cho vốn hóa thị trường của dự án đấy tăng lên và cái thứ tự của nó ở trên bảng xếp hạng sẽ được tăng lên. Thì việc quan sát thứ hạng này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầu tiên về cái sự biến động đấy. Còn công cụ thứ hai mà chúng ta sẽ quan sát dòng tổng quan dòng tiền vĩ mô đấy chính là cái trang DeFi Llama. Trang DeFi Llama cho chúng ta thấy số liệu ở TVL hay còn gọi là Total Value Lock của các dự án layer 1 trong hệ sinh thái, của các cái hệ sinh thái DeFi ở trong crypto. Ví dụ ở đây mình sẽ quan sát được TVL của là Ethereum hôm nay là bao nhiêu, nó biến động như thế nào. TVL của Solana, TVL của Polygon.
Rồi, ở trong TVL của Polygon thì đang có các dự án DeFi, và các dự án này nó sẽ xếp hạng cho anh em. Đấy chính là các dự án DeFi nào đang có cái Total Value Lock. Thì Total Value Lock ở trong các dự án DeFi hiện tại nó đang là cái tiêu chuẩn chung của ngành, và nó đóng cái vai trò là phản ánh cái hệ sinh thái đấy có phát triển hay là không. Thì Total Value Lock đấy chính là cái việc dòng tiền mà được lock ở trong cái hệ sinh thái để mà phục vụ cho việc phát triển các cái dự án ở trong hệ sinh thái đấy. Thì cái việc quan sát này sẽ giúp anh em thấy rằng là chúng ta sẽ quan sát ở giữa các hệ sinh thái qua mỗi ngày, thì dòng tiền trong cái hệ sinh thái, cái Total Value Lock ở trong hệ sinh thái đấy có tăng lên hay là không, cái việc tăng lên này đến từ đâu. Thì chúng ta sẽ quan sát dựa vào cái việc mình sẽ quan sát cái hệ sinh thái đấy ở trên các cái thông tin, nó có ra cái thông tin gì ở trên Twitter hay là ở trên các trang thông tin của nó có các thông tin gì không. Ví dụ như hệ sinh thái Solana, chúng ta đã chứng kiến một cái sự tăng trưởng của Solana trong cái tháng 8. Về một case study thì chúng ta có thể thấy rằng là về Solana đã có một cái sự tăng trưởng mạnh mẽ vào tháng 8, tháng 9, tháng 10 năm nay. Thì chúng ta quan sát ở trên cái Total Value Lock của nó thì chúng ta thấy rằng là từ tháng 8 là Value Lock của trên Solana tăng một cách đột biến và dựng cột lên. Thì chúng ta chứng kiến một sự tăng trưởng mạnh mẽ các dự án của Solana như là Sol, ở cái thời điểm cao nhất của nó đã đạt cái ATH đấy chính là trên 200 đô trên một Sol. Hay là cái việc quan sát của cái hệ sinh thái là Binance Smart Chain vào đầu tháng 1 năm 2021 này, thì chứng kiến một cái dòng tiền đổ vào và các Total Value Lock của Binance Smart Chain cũng tăng lên. Thì chúng ta cũng thấy rằng là BNB tăng từ 30 đô cho tới lên đến 400 đô trên một BNB trong cái giai đoạn này. Thì cái việc quan sát cái Total Value Lock của các dự án DeFi hay là các lớp Layer 1 này sẽ cho chúng ta cái nhìn tổng quan thị trường rằng là dòng tiền đang đổ vào đâu. Thì khi mà một cái hệ sinh thái mà có Total Value Lock của họ tăng lên thì chúng ta hãy chú ý vào cái dự án xây dựng trên hệ sinh thái đấy, các cái Layer, các cái dự án phát triển AMM, DEX phát triển ở trên cái hệ sinh thái đấy, và cơ hội cho chúng ta sẽ đi tìm các cái dự án tiềm năng mà chúng ta sẽ có thể đầu tư. Thì khi mà dòng tiền ví dụ như từ Ethereum đẩy qua Solana hay là đẩy qua Terra thì chúng ta sẽ nói rằng là đây là cái dòng tiền đẩy từ quốc gia, có thể là từ quốc gia Việt Nam qua quốc gia Trung Quốc, thì ở đây cũng từ quốc gia Ethereum qua quốc gia Solana. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào xem xét đấy chính là tổng quan dòng tiền vi mô, đấy chính là dòng tiền chảy qua các lớp layer trong cùng của một cái hệ sinh thái, hay nói cách khác là chúng ta sẽ có lấy một cái ví dụ ở ngoài đời thực tế rằng là ví dụ như trong cái quốc gia Việt Nam thì bây giờ 10 triệu đô sẽ được chuyển tới Hà Nội, 5 triệu đô sẽ chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh, 30 triệu đô sẽ chuyển tới vùng kinh tế khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai. Thì đấy là dòng tiền chảy trong một quốc gia là Việt Nam. Thì trong cái hệ sinh thái cũng vậy. Thì trong một hệ sinh thái, dòng tiền sẽ chảy qua các layer khác nhau, chảy qua layer 1 đến layer 2, layer 3, layer 4 hay là các dự án về cơ sở hạ tầng. Nó cũng tương tự như cái việc mà dòng tiền ở chảy trong các cái tỉnh, các cái bộ phận ở trong quốc gia Việt Nam. Thì mình sẽ trình bày tổng quan ở trong cái một hệ sinh thái thì có các những cái lớp layer như thế nào, và trên các layer thì các cái ứng dụng hay là các dự án nó xây dựng ở cái layer nào, để các bạn khi quan sát dự án các bạn dễ hình dung ra hơn cái bức tranh tổng quan. Cái nhìn tổng quan này thì sẽ giúp các bạn biết rằng là khi mà dòng tiền đổ vào một cái hệ sinh thái thì nó sẽ bắt đầu phát triển ở những cái dự án nào trước, thì để chúng ta chọn những cái dự án đấy để chúng ta đầu tư trước. Thì xong ví dụ như vào nó phát triển dự án A, xong tiếp tới dự án A thành công thì nó sẽ phát triển tiếp dự án gì, dự án B đúng không. Thì bây giờ thì mình sẽ trình bày như sau. Ở trong cái một hệ sinh thái thì nó sẽ bao gồm các layer như là layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Thì layer 1 thì rõ ràng nó là các cái layer nền tảng, blockchain nền tảng như là Ethereum, BSC, DOT hay NEAR hay Solo hay là Kava. Thì khi mà các dự án này mainnet phát triển thành công rồi thì nó sẽ tiếp tục phát triển cái layer 2 của nó, đấy chính là các protocol, các cái phương thức. Khi mà các cái phương thức xây dựng thành công thì nó tiếp tục xây dựng các cái layer 3, chính là các cái application. Các application ở đây sẽ bao gồm các cái dự án về AMM Swap, về AMM DEX, về Wallet, về Lending Pro, hay Zelle Aggregator, NFT Issuer Market, đến Stablecoin, Margin, đến Asset Management, đến Synthetic, đến Derivative Option, Payment, Index Prediction, IDO Platform hay là Insurance. Và cái lớp layer cuối cùng đấy chính là các crypto user, là những người dùng crypto hoặc là người không phải trong cái giới crypto này. Ngoài ra nó còn xây dựng thêm các cái cơ sở hạ tầng về Oracle,
về các cái cầu nối, về graph hay là query. Thì khi mà phát triển các protocol xong thì các dự án này, các hệ sinh thái họ sẽ tập trung phát triển về cái ANM Swap, đấy chính là tạo cái độ thanh khoản cho các cái dự án. Thì khi mà hệ sinh thái mà muốn phát triển thì luôn luôn phải có một cái độ thanh khoản. Độ thanh khoản ở đây mọi người có thể thấy rằng là các chương trình về staking, về farming thì sẽ giúp tăng cái TVL của cái hệ sinh thái này lên. Thì đấy chính là cái lý do tại sao vừa nãy chúng ta thấy rằng là cái TVL của hệ sinh thái tăng lên, có nghĩa là cái khối lượng tài sản được khóa ở trong cái hệ sinh thái này tăng lên. Thì lúc này chúng ta sẽ tập trung xem cái mảnh ghép về cái AMM Swap. Nếu mà hệ sinh thái đấy đã có các AMM Swap mạnh rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát về các AMM Sandex. Thì chúng ta cần có cái swap qua lại ở trong cái blockchain này. Thì khi mà AMM Swap phát triển, ở về AMM Dex phát triển, thì người ta sẽ tìm tới một cái gì đấy để lưu trữ tài sản của họ ở trên cái blockchain này. Thì đấy chính là về wallet. Thì chúng ta sẽ tìm các dự án wallet. Nếu mà các dự án wallet này phát triển rồi, các cái thanh khoản AMM Swap phát triển rồi, thì sẽ có nhu cầu về lending, borrowing, về vay mượn tiền hay là về các gel aggregator. Thì sau khi mà hai cái này mà họ có thể vay mượn rồi thì họ có thể đi chơi các cái trò chơi hay là đi chơi các cái game ở trong hệ sinh thái này, thì khi đấy phát triển thêm NFT market. Chúng ta cũng không thể thiếu một cái mảnh ghép về stablecoin. Stablecoin đóng vai trò rất là quan trọng ở trong một hệ sinh thái. Nó là cầu nối ở giữa các cái tài sản kỹ thuật số với nhau. Thì khi chúng ta swap từ tài sản kỹ thuật số như là từ dự án A qua dự án B thì cần một cái nắm giữ một cái đồng tiêu chuẩn ở đây là về stablecoin, là cái tài sản mà luôn đóng vai trò là giữ ổn định cho hệ sinh thái. Thì sau khi mà các cái dự án này phát triển rồi thì sẽ có nhu cầu các cái dự án về option, về derivative hay các cái dự án về phái sinh, rồi xây dựng các cái phương thức payment, các cái phương thức thanh toán hay là nền tảng phát triển IDO cũng như là bảo hiểm cho các cái dự án này. Khi các mảnh ghép này mà được phát triển mạnh mẽ rồi thì sẽ tiến tới cái layer 4, đấy chính là người dùng cuối. Chúng ta là những người sử dụng các cái ví wallet này. Chúng ta có thể sử dụng các cái ví này để chúng ta lưu trữ tài sản kỹ thuật số. Thì chúng ta là crypto user. Hay ở trong cái tương lai mà khi mà blockchain phát triển rồi thì các cái ứng dụng về thanh toán, như bây giờ chúng ta có thể thấy rằng ví dụ như hệ sinh thái Hera Hashgraph đang được các cái ông lớn hỗ trợ. Rồi các công ty như là các công ty về phương thức thanh toán như Visa đang dấn thân vào PayPal, đang dấn thân vào cái phương thức thanh toán, sẽ tiến tới một cái việc như là sau này khi người dùng họ đi siêu thị hay mua sắm shopping online, họ thanh toán có thể là thanh toán qua blockchain. Ngoài ra cũng không thể thiếu các cái cơ sở hạ tầng, đấy chính là về Oracle. Oracle này thì mọi người có thể hiểu rằng là nó cập nhật thông tin giữa thế giới thực và các dự án blockchain. Ví dụ về một cái dự án về derivative option, rằng là về việc là Trump có phải là tổng thống của Mỹ trong phiên kỳ tiếp theo hay không, hay là kết quả trận bóng giữa Manchester United và Manchester City sau khi kết thúc thì bây giờ có một dự án là thắng hay là thua, người ta sẽ tiến hành đặt cược ở trên cái blockchain này. Và khi mà có kết quả rồi thì các Oracle này sẽ đóng vai trò là chuyển cái kết quả này vào blockchain và thực thi các lệnh ở trên blockchain. Hay là về cơ sở hạ tầng là Bridge, là cầu nối giữa các blockchain với nhau. Thì giống như việc là Việt Nam có quan hệ quốc tế, quan hệ giữa song phương, giữa với Trung Quốc, với Lào, với Campuchia, hai nước có thể là qua lại trao đổi kinh tế với nhau, chuyển tiền qua lại, thì đấy chính là Bridge. Thì ở trong blockchain cũng vậy, sẽ có Bridge qua các cái blockchain khác. Ví dụ như là Bridge giữa Solana với Ethereum hay là Solana với BSC thì có thể chuyển tiền từ hệ sinh thái Solana qua hệ sinh thái Ethereum. Khi một cái blockchain phát triển, có nghĩa là các cái mảnh ghép DeFi của nó phải được hoàn thành. Và chúng ta biết rằng là không thể phát triển một lúc tất cả các DeFi được. Cũng như là cái việc chúng ta xây nhà, không thể vừa xây móng, vừa xây tường, vừa xây cửa, vừa xây nóc nhà được. Mà chúng ta đầu tiên phải xây móng trước, móng vững chắc chúng ta mới xây lên tường, rồi chúng ta mới trang trí nội thất. Thì ở trong cái hệ sinh thái blockchain cũng vậy, nó phải xây dựng về cái móng, đấy chính là các blockchain nền tảng phải vững chắc. Rồi sau đấy người ta mới phơi xây dựng các cái phương thức, các cái protocol. Các protocol phương thức này xây dựng hoàn chỉnh xong, họ mới bắt đầu thu hút các cái nhà đầu tư, tạo các cái thanh khoản ở trên này, xong mới phát triển các cái dự án tiếp theo. Thì khi mà quan sát dòng tiền, chúng ta sẽ thấy rằng là thời gian vừa qua, khi mà có các gói là incentive DeFi program của các cái dự án có thể là tiêu biểu như là Binance Smart Chain tung gói 1 tỷ đô, gần đây là Near tung gói là 8
100 triệu đô. Thì khi mà cái dòng tiền mà đổ vào cái blockchain layer 1 này là Near rồi thì dòng tiền sẽ chuyển tới đâu? Thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát các cái mảnh ghép DeFi của Near, rằng là các cái mảnh ghép DeFi của Near đã phát triển tới đâu rồi? Phát triển tới Lending Growing rồi hay là mới chỉ có là phát triển tới AEM Swap hay là mới phát triển tới Synthetic? Thì chúng ta sẽ biết rằng là các cái dự án nào đang cần thiếu sót ở trên cái hệ sinh thái đấy, và chúng ta sẽ quan sát cái thông tin của hệ sinh thái đấy. Khi mà có các dự án mà xây dựng các cái mảnh ghép còn thiếu DeFi thì chúng ta có thể là đấy là những cơ hội đầu tư chúng ta. Thì trong cái video này thì mình trình bày tổng quan về dòng tiền vi mô cũng như là dòng tiền vĩ mô cho tất cả các bạn. Thì trong video sau thì mình hứa mình sẽ làm một cái case study cụ thể của một cái hệ sinh thái để chúng ta có cái ví dụ cụ thể, chúng ta dễ hình dung và dễ quan sát hơn. Từ đấy chúng ta sẽ rút cho mình những kinh nghiệm, những bài học để quan sát những cái dự án tiếp theo. Nếu mọi người có những thắc mắc hay là có những câu hỏi muốn đặt ra cũng như là muốn mình làm video giải thích cụ thể thì mọi người có thể comment ở dưới phần bình luận của video. Mọi người cũng có thể ủng hộ kênh mình bằng cách cho mình xin một like cũng như là một subscribe kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau của MCC Capital Analysis.